Đó, hai thanh niên này muốn đua không? Một anh shipper với ba chị phía trước có muốn đua không? Nè các bạn nhìn nè, ba người gọi là tống ba luôn nè, không đội mũ bảo hiểm nữa. Mình sẽ báo công an bắt ngay. Ôi kìa, sao cửa mình nó mở vậy trời? Nãy giờ khách bảo mát quá trời mát. Thôi đóng cửa lại cho khách đã. Không thôi, hồi gió thổi bay tóc giả của khách luôn à. Nhưng quay trở lại vấn đề là hai người này muốn đua không? Đua thì tôi đua nè. Đua không? Nghe cái cua chết rồi, chết rồi. Mình đụng ba bà chị là nằm đường luôn rồi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại chạy xe khách cho các bạn xem. Vì chạy xe khách nên mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những cái mod khá là hay ho rồi các bạn à. Đó là một cái mod gọi là kiểu là có những cái bến xe, có những cái trạm mà để chúng ta có thể là ghé rước khách này nọ luôn, rất là hay. Đó thì cái bản mod này mình cũng sẽ để cái đường link phía dưới để cho các bạn nào có muốn mua thì mua, giá rất là rẻ luôn các bạn à. Mua để ạp chung với chạy xe khách đấy các bạn, thì các bạn có thể là ghé rước khách đầu dọc đường hay là rước ở những cái bến xe đều được. Hiện tại thì mình đang ở Quảng Ngãi nha các bạn. Nay trải nghiệm xe gọi là Chính Nghĩa, một những cái xe khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi rồi. Thì ở đây nó sẽ có cái bến xe Chính Nghĩa nè, bến xe Quảng Ngãi đâu nè. Thì những cái địa điểm này là chúng ta có thể là ghé rước khách nè. Đó, ví dụ chạy dài xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái có thể rước khách dọc đường ở khu vực Sa Huỳnh nữa nè. Đó, hay là có thể là ghé cái khách dọc đường ở cái Tam Quan. Đó, dưới này rất là nhiều. Đây là cái khách dọc đường ở Bồng Sơn nữa nè, hay là những cái trạm bến xe ở Quy Nhơn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ có một cái chuyến hành trình đi từ Quảng Ngãi về được đến Quy Nhơn luôn nha các bạn, trên cái nhà xe Chính Nghĩa này các bạn. À, một những cái nhà xe khá là nổi tiếng đi cái tuyến Chính Nghĩa miền Đông luôn. À, con này thì các bạn thấy là mình không có mod biển số, tại cái biển số nó bị lỗi hay sao ấy. Mình mod nó vô nó bị nó mất nó không có số các bạn. Đây biển số nè, 76B01143. Đó, thì bây giờ hiện tại là mình vừa đổ xăng ở chỗ cái cây xăng Petrolimex này xong các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xuất phát đi về bến xe Chính Nghĩa để mình rước khách nha các bạn. Ok đi thôi. Đoạn đường ngày hôm nay cũng khá là dài đấy, mình sẽ cố gắng chạy tranh thủ cho các bạn. Ok các bạn ơi, mình vừa bị văng game xong luôn ấy. Vãi chữ không hiểu sao tự nhiên văng game nữa. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi về bến xe Chính Nghĩa nha. Đi qua cái ngã ba luôn cho lẹ. Ngã ba ở bến xe Chính Nghĩa thì nó nằm ở đây nè các bạn, bên phải nè, lộn bên trái chứ nhỉ, bên trái. Và không biết có cái đường nào để qua đó không nữa đây. Bến xe Chính Nghĩa thì nó nằm gần cái bến xe cũ Quảng Ngãi. À, có cái đường qua các bạn ơi. Ồ, như vậy là có một cái đường qua nè. Rồi qua luôn, qua đi rước khách cho các bạn. Đây là bến xe Chính Nghĩa nha các bạn ở Quảng Ngãi. Và cái mod rước khách này thì mình phải chạy lại ngay cái chỗ mà khách đứng nha các bạn. Đây, bên này khách đang đứng ở chỗ cái nhà xe nè. Rồi, qua đây rước khách thôi. Đó các bạn, thấy khách đứng không? Khách đứng không? Đó. Thì đầu tiên các bạn phải lại ngay cái thùng hàng này, cái chỗ thùng này nè. Và các bạn nhận khách. Đây, chọn chợ hàng hóa nè. Thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái tuyến đi. Hiện tại thì mình đang ở Quảng Ngãi, nó có đi Quảng Ngãi đi Đà Nẵng nè, Quảng Ngãi đi Tuy Hòa nè, Quảng Ngãi đi Long Khánh nè, Quảng Ngãi đi Tam Kỳ nè, Quảng Ngãi đi Pleiku rồi nè. Nhưng mà mình hiện tại đang muốn về khu vực miền Đông ấy, nên mình coi có cái tuyến nào đi về miền Đông không. Sao toàn đi lên trên không vậy? Có về Buôn Mê Thuột nè, nhưng mà mình không muốn về Buôn Mê Thuột. Chắc về Tuy Hòa đi ha. Tuy Hòa là như nó có đi ngang Quy Nhơn đấy, nhưng mà mình nghĩ là đi tới Quy Nhơn rồi được, gọi đường rất là xa các bạn. Rồi mình sẽ cứ khách đi từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa nha. Rồi bấm kiếm việc thôi. Rồi các bạn sẽ nhắm xe tới để cứ khách rồi nha. Đây. Rồi. Ok. Ủa? Đậu đây đúng không ta? Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa ra nè. Đó. Không biết đậu đi đúng không nữa. Rồi mình bấm T thế ra nó nhận khách không? Hàng hóa, hành lý,
Ờ cái này là khách xuống rồi, cái này. Ờ như vậy là mình nhận là khách lên luôn các bạn ơi. Đang cho lên xe. Rồi, như vậy là mình nhận là khách lên luôn. Rồi đóng cửa lại. Còn mình gửi ra là khách xuống đấy, bấm T là khách sẽ xuống xe. Rồi ok. Đó, khá là hay luôn. Và bây giờ các bạn có thể là xem cái GPS để nó dẫn đường mình đi đến chỗ hành khách xuống xe, chỗ mà gọi là điểm kết thúc đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái bến xe Chính Nghĩa này nha, và mình đi về Quy Nhơn các bạn. Ngoài ra thì mình có mod luôn cả một cái mod GPS tiếng Việt đấy các bạn. Sao mà cái GPS nó không dẫn đường mình ta? Ủa cái này là mình nhận khách chưa ta? Hình như là chưa nhận khách các bạn ơi. Mình thấy còn cái cờ màu vàng kìa. Phải quay lại gửi khách mới được. Chưa gửi khách tôi chạy đi rồi các bạn. Hồi nãy mình tưởng là nó khách nó sẽ lên luôn chứ, nhưng mà không phải các bạn ơi. Phải ghé, phải đậu vào để gửi khách một cái nữa. Trời ơi đi bỏ khách luôn rồi. Quay vô. Ơi. Đây, mình quay lại cái chỗ hồi nãy nè. Tại mình không biết là nó sẽ đậu ngay chỗ nào ta. Hình như là phải đậu bên hông của khách nè. Đúng không? Vậy được không? Sao nó mình không biết là xe đậu ở đâu luôn á. Hình như là phải đậu trên cái mũi tên. Hồi nãy mình có đậu mũi tên rồi mà sao không được ta? Nhấn vào đây để xem chuyến hàng. Nhưng mà mình đã lấy hàng rồi thì mình sẽ nhận khách luôn chứ đúng không? Phải nhận ở đây luôn không ta? Tắt máy. À phải tắt máy nó mới lên được các bạn. Trời ơi khổ thân này chứ. Mình không biết. Rồi mở cửa nè, mở kết nè. Rồi tắt máy nè. Rồi mới bấm enter các bạn. Đó. Hàng hóa, hành lý, hành khách đang cho lên xe. Đó, thấy chưa các bạn thấy không? Hàng hóa, hành lý, hành khách đã được lên xe rồi đấy. Rồi bây giờ đã lên rồi đấy các bạn. Bây giờ nó mắc hết trơn mấy cái mũi tên đồ hết rồi nè. Đấy mới đúng. Trời ơi. Không biết cách cho khách lên xe luôn các bạn. Thôi không sao, mình đã cứ khách thành công rồi. Bây giờ mình sẽ chạy đưa khách đi thôi. Đó, các bạn thấy không? Mình sau khi nhận khách thì mình sẽ đậu ở gần cái chỗ hành khách đấy. Đậu lên cái mũi tên đấy các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tắt máy một cái. Nhớ tắt máy nha, không tắt máy là khách không lên đâu đấy. Rồi sau mình mới bấm enter, rồi khách mới lên. Tùy cái chuyến của các bạn, ví dụ các bạn rước khách ở gần thì sẽ trả khách gần và rước khách mới. Còn nếu mà các bạn nhận những khách ở xa ấy, thì bắt buộc các bạn phải đưa khách đến nơi rồi các bạn mới nhận được cái chuyến tiếp theo. Ơ kìa, có vụ tai nạn hay vậy? Ủa, ai đụng anh shipper té rồi? Ai đụng anh shipper té rồi các bạn, nói chừng. Đây là bến xe Quảng Ngãi nha các bạn. Bến xe này khá là lớn luôn ấy, để cho các bạn xem nè. Trong đó các bạn thấy không? Có nhà xe Phương Trang rồi nữa kìa. Thôi ok, rời khỏi Quảng Ngãi chúng ta đi về Quy Nhơn thôi. Quy Nhơn hình như là quê có hàng Mạc Tử đúng không ta? Ai mua chăng tôi bán chăng cho. À quên, xe này mình có cài cái càng này nè các bạn. Đó, càng này một tí mình có thể là đánh theo cái điệu nhạc Baby Shark. Baby Shark du 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 đó các bạn. Đây mình đánh cho các bạn nghe nè. À, đó. À, xế nào phải liền. Ê, phía trước có bà chị là chạy xe máy kìa. Ông bà các bạn. Đèn đỏ. Rồi, dừng đây nha. Nè, ba bà chị tống ba luôn nè các bạn. Đó, ấy da, ôm nhau chặt chẽ chưa. Bên này thì có anh shipper đội nón full face đó nè. Và đi đèn xanh rồi. Cái đoạn Quảng Ngãi Quy Nhơn này nó sẽ được vẽ theo giống ở ngoài đời luôn nha các bạn. Và cái bản mod này thì mình cũng có đang bán trên web shop tại mod.com luôn ấy. Nên là bạn nào có muốn mua thì lên ủng hộ mình nha.
đây là cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Ồ, nếu mà các bạn quẹo phải thì sẽ vào cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng các bạn. Đà Nẵng Quảng Ngãi. Nó sao đèn đỏ hoài thế nhờ? Đầu mới chạy con khúc đèn đỏ nữa rồi. Quá chưa. Bên này có quảng cáo Pepsi kìa các bạn thấy không? Ui Pepsi muối là gì? Có cả Pepsi muối nữa. Lạ thế nhờ, mình chưa được uống đâu ấy. Hiện tại nước ngọt là mình thấy kiểu có Pepsi với Coca nè. Không biết các bạn nào có thích Pepsi hay là thích Coca không, hay là thích cả hai. Mình thì mình lại thích Coca hơn nha các bạn. Mình uống Pepsi thì mình thấy cái vị nó hơi cay quá, còn Coca nó sẽ có cái vị ngọt hơn nên mình thích Coca hơn. Wow, bên này có cửa hàng Mercedes đẹp phải nồi luôn các bạn. Đây là mẫu cửa hàng mới của Mercedes, sang trọng ha các bạn, đẹp phải chưởng luôn ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ vào cao tốc luôn. Nhớ cảm thu phí vậy, đúng nghĩa hả? Chợ thu phí này có làn tự động không ta? À có làn tự động nè các bạn. Xe máy đi làn tự động luôn nè các bạn. Xe máy cũng đi làn trạm thu phí luôn nha các bạn, chứ phải đơn giản đâu. Ai bảo xe máy không có thu phí, xe máy cũng đi vô làn trạm thu phí luôn. Cái đoạn này mình đang đi hình như là quốc lộ 1A hay sao các bạn. Bây giờ mình không có để ý nữa, không biết phải quốc lộ 1A không. Thật sự thì kiểu miền Trung với các bạn mình chưa có được đi bao giờ. Với lại là mình cũng không có tìm hiểu nhiều về những cái đoạn đường ở miền Trung ấy, là mình không có gành cho lắm. Đây là cầu sông Vệ các bạn. Dưới này có cái sông Vệ hay gì nè. Đó, hai thanh niên này muốn đua không? Một anh shipper với ba chị phía trước có muốn đua không? Các bạn nhìn nè, ba người gọi là top 3 luôn nè, không đội mũ bảo hiểm nữa. Mình sẽ báo công an bắt ngay. Ơ kìa, sao cửa mình nó mở vậy trời? Nãy giờ khách bảo mát quá trời mát. Thôi đóng cửa lại cho khách cái đã. Không thôi, hồi gió thổi bay tóc giả của khách luôn à. Nhưng quay trở lại vấn đề là hai người này muốn đua không? Đua thì tôi đua nè. Đua không? Ê! cái cua chết rồi. Mình đụng ba bà chị là nằm đường luôn rồi. Trong này cái cua các bạn, mình không có biết, mình không có ôm cua. Chết rồi, ba chị có sao không? Ba chị ơi. Mười mốt đi đâu đội cái nón bảo hiểm vào, đã tóc ba thì còn không đội nón bảo hiểm nữa. Có sao không? Thôi mặt vẫn còn tươi lắm nè. À, thôi chắc không sao đâu, dẫn xe lên chạy tiếp ba chị ơi. đi các bạn ơi. Tội ba chị quá. Phải chứ cái đường thẳng ấy mình không có nhìn các bạn, mà nó vô cái cua cái ba chị lách vô cái nó dính mình. Ủa chỗ này là gì ta? Không phải à? Ồ bây giờ mình sẽ ra một cái đường tránh gì nè các bạn, không đi có lộ 1A nữa. Chỗ này thì nó cho mình chạy 70 km/h, phải chưởng. Chỗ này thì nó có một cái đài tưởng niệm phát xít Nhật các bạn. Đây. Tại sao lại tưởng niệm phát xít Nhật ta? Ồ, đài kiểu là chiến thắng phát xít Nhật các bạn, không phải là đài tưởng niệm phát xít Nhật. Như là tượng đá chiến thắng, kiểu là đánh phát xít Nhật ở đây hay sao, mình không rõ nữa, không gặp chỗ này. Có cái xăng, xe khách nó vô nó lũ xăng các thứ nữa kìa. Đây là gì đây? Còn này là khu tưởng niệm thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây các bạn. Đây là khu tưởng niệm thủ tướng Phạm Văn Đồng. Còn này là những người khá là mình nghĩ nhiều người biết đúng không? Nhớ là thấy biển gì nè các bạn ơi. Phải biển không vậy? Ở cái này map lỗi chứ không phải biển các bạn. Mình tưởng biển. Đây là cái map lỗi. Cái map nó bị lỗi. Bên này thì cánh đồng các thứ nè. Nhưng mà một tí mình cũng chạy đến biển. Mình chạy tới cái khúc Sa Huỳnh nha các bạn. Mình thấy biển. Sa Huỳnh là một những cái nơi mà gọi là biển. Có bờ biển mà người ta chuyên làm muối nha các bạn. Lại dính đèn đỏ đưa rồi. Dính đèn đỏ hoài chưa. Đi với chị ơi. Ông đi em bóp mày bị sắt đấy. Ui có chiếc siêu xe Lamborghini kìa. Nào chạy nhanh lên để ngập siêu xe các bạn ơi.
xe chạy chậm thôi. Anh nghĩ anh siêu xe chạy nhanh như vậy. Tôi lắc quên mình nữa kìa các bạn. Sao dám hủy đất đây? Các bạn thấy siêu xe chưa? Đây, con này là như con Huracan hay sao ấy các bạn. Ui, con anh chạy SH đấy kìa. Các bạn thấy không? Ê ê ê, xém lại cho con lương nha. Đây đây đây. Đó, ảnh quẹo quẹo trái rồi các bạn. Đây, siêu xe đây, Lamborghini. Nãy giờ không biết có bạn nào để ý trên cái xe mà các bạn kế cái tượng Phật là có một cái dàn máy tính mini để chơi Eurotruck Simulator 2 các bạn. Ê, sẽ chơi, sẽ chơi dàn máy tính mini. Chạy thắt gấp vậy mấy anh trai. Thú hồn ông nội xe Toyota phía trước. À, vô khu đông dân cư nên mấy ảnh chạy chậm các bạn ơi. Tự nhiên cái tôi tưởng nó thắng gấp mà hú hồn đang ngắm máy tính mini. Rồi. Rồi phía trước mình anh hình như là anh shipper hồi nãy các bạn. Anh shipper hồi nãy mình xém đụng đấy. Mà không đụng dính ảnh. Không phải anh này ông ta. Hình như nhầm nhò anh shipper nãy là chạy sau mình, anh này chạy trước anh shipper mới nữa các bạn. Thôi, nhiều anh shipper quái chưởng. Đoạn này thấy chóng chóng rồi thôi, chắc mình vượt luôn đi. Dẹp qua cái mấy anh trai ơi, anh trai. Dẹp qua nha, em bóp kẹp mày bị sắt cho nghe nè. Vô. Bóp kèm bài đi sắt cho mấy anh nghe, mấy anh cho qua. Nồng nàn tình chiều muôn. Cho em qua luôn anh trai ơi, mặc dù lên nét liền nhưng mà cứ cho em qua đi. Con đường của em ngày hôm nay xa lắm anh trai à. Anh mong cho em qua, em chạy tới mốt chưa tới nữa. Rồi các bạn ơi, chống đường ở đấy, bên phải mình có cái đường ghe xe lửa đó các bạn thấy không? Thì đây là đường ghe xe lửa Bắc Nam cho các bạn, tức là cái đường ghe đó nó nối từ miền Bắc tới miền Nam luôn. Và như nó kết thúc tại cái nhà ga ở Sài Gòn hay sao ấy. Ừ, công an. Chạy chậm. Dạ em, chạy chậm kinh điển luôn anh trai ơi. Dạ cảm ơn sếp. Ừ, công an ở bên này lên đây nhiều quá chứ. Chạy căng thẳng không là bị bắn tốc độ đấy. Mắt này công an đứng ngoài đường nhiều lắm nha các bạn ơi. Chạy căng thẳng. Mặc dù là gọi là quốc lộ thì quốc lộ đường bự được chạy nhanh các thứ, đường trường các thứ, nhưng mà chẳng có công an người ta tuần tra. Ủa đây chạm thu phí nữa ta. Chạm thu phí thiên tăng vậy nè các bạn. Và mình chạy lên làng tự động nha các bạn. Làng Epic. Làng chạm thu phí tự động. Ok. Chết lâu rồi. Sao kỳ vậy, nó mở chậm như vậy. Bình thường mình chạy tầm đó là nó mở lên rồi. Sao bên đây nó mở chậm như vậy. Không hiểu nổi luôn các bạn. Bình thường mở nhanh đó mà, sao bên đây mở chậm như vậy. Là mình ủi phát luôn. Đoạn này thì nó sẽ chia cho chúng ta hai lên đường nha các bạn. Một lên tuốt bên này, một lên tuốt bên kia. Em qua nha. Rồi, lên cầu thôi. Xuống cầu. Ui, ba bà chị chạy tốc ba kìa. Thôi để bà chị né né kìa. Ba bà chị này ra, lấy không hung ba bà chị này nữa. Rồi. Này nó như kiểu là đường một chiều luôn đấy các bạn. Ôm cua. Hình như là mình đã vào địa phận của Sa Huỳnh này các bạn. Và chúng ta chuẩn bị được ngắm biển đây cho các bạn xem. Ê, biển mênh mông ngoài kia luôn kìa. Bạn nào có đi tắm biển không? Mình sẽ ghé xe cho các bạn xuống tắm biển nha. Cái đường bên kia các bạn thấy không? Thì cái đường đó là một cái len đường chiều chung với đường mình ấy, nhưng mà ở giữa nó sẽ bị cắt và nó sẽ làm cái đường gây xe lửa các bạn thấy không, cái là đẹp luôn. Bên kia thì có thể đi sát bờ biển hơn, còn bên này thì nó đi hơi
hơi vào trong núi một tí. Thôi bây giờ mình sẽ chạy ở phía dưới đường gây xe lửa nha các bạn. Cái đó nó gọi là cầu vượt đường sắt đấy. Tại vì cái cầu đó là chỉ có xe lửa đường sắt qua thôi. Rồi, ok. Bóng xe vãi chưởng luôn các bạn ơi. Sao bây giờ mình không thấy cái bảng cấm là bảo là vào sau Quỳnh ta. Ui lại Lamborghini nữa kìa. Con này màu hơi bị đỏ nha. Sau một thời gian chạy miệt mài thì bây giờ mình cũng đã đến được bến xe Phù Cát rồi các bạn. Đó là chúng ta đã đến được địa phận của Phù Cát rồi đấy. Ai bến xe Phù Cát nè. Không có gạo, không có gì hết vậy. Bến xe chán đấy nha. Đây là chúng ta sẽ vào thị trấn Phù Cát cái gì nè các bạn. Nó có một cái ngã rẽ, mình sẽ quẹo trái nha các bạn. Đây là công viên cái gì? Nguyễn Trung Trực hay sao đấy các bạn, Nguyễn Trung Trực của Phù Cát. Sẽ ghé bên trái này thì nó sẽ có, đây là thị trấn Ngô Mây à. Không có dấu mình nhiều khi mình chắc mình sẽ đọc sai các bạn. Và trước mặt các bạn là cái bệnh viện đa khoa của Phù Cát, huyện Phù Cát à, huyện Phù Cát các bạn. Đây là bệnh viện đa khoa huyện Phù Cát. Quẹo phải là sẽ qua cái khoa cấp cứu nha các bạn. Mày người nhìn vẻ đẹp đó nhỉ. Đèn xanh đâu qua đấy. Bị dính đây luôn vậy. Thanh niên chạy xe khách nó lại bị đứng ra luôn rồi các bạn. Muốn vào bệnh viện à? Qua mặt thanh niên này các bạn. Đây chỗ này nó có một chỗ hút khách nữa nè các bạn đó. Đó. Chỗ này các bạn có thể là dừng đây để hút khách nữa nè. Đó, nhưng mà mình đang có khách giờ mình không có hút nữa. Không có khách dọc đường các bạn. Sao dính đèn đỏ nó giỏi không phải trường. Wow, xe bán hamburger kìa. Đèn xanh rồi, đi thôi. Let's go. Cứ là nhìn chiếc xe khách nó ôm cua kìa. Hình như là phía dưới có công an. Ừ, còn thấy chưa? Phía dưới công an đậu đây cho ta. Có một cái chùa hay là nhà thờ vậy nè. Là Vinmart nè. Vinmart này là hồi xưa đó các bạn. Bây giờ Vinmart đó nó đổi thành Winmart rồi các bạn. Là chữ V nó đổi thành chữ W ấy. Đổi tên hết rồi. Ôi, đoạn này nó trong nhà có 40 luôn rồi các bạn. Đi thẳng là về Nha Trang nào, quẹo phải thì về cái thị trấn Ngô Mây gì nãy đó. Mình sẽ đi thẳng về cái hướng Nha Trang luôn nha. Để mình về Quy Nhơn. Cái này phải mình đang đi trên quốc lộ 1A không ta? Mình không biết nữa các bạn. Công an thấy chưa, công an ngoài đường nhiều lắm luôn ấy. Có một chiếc xe khách bị dính này kìa. Ui xe Phương Trang luôn các bạn. Xe Phương Trang. Ai trời ơi, nhìn Phương Trang tao đụng luôn cái lan can cái lề con lương luôn à. Xe Phương Trang bị công an bắt các bạn. À, đi thẳng về Quy Nhơn, quẹo trái là về quốc lộ 19B. Không phải cũng phải quốc lộ 19A. À, tại cái ngã tư phía trước là chúng ta giao nhau với quốc lộ 19B. Kim Anh này các bạn. Mình thấy Kim Anh này, nhưng mình nhớ mình có chạy một lần rồi thì phải. Bạn thấy thanh niên nó chảo không? Lách qua tạt đầu mình luôn chứ. Mình mà không thắng gấp là hung nhau luôn rồi. Nó còn ép mình nữa nên nó không nhường mình luôn các bạn. Mình đi thẳng không quẹo đây ta. Đi thẳng luôn các bạn ơi.
mình không biết quẹo trái đó là về đâu nữa. Có công an ngược chiều nha các bác tài ơi, nhá nhá đèn nha tạm biết các bạn. Ngoài chạy 60 chắc vào khu đông dân cư nó gì rồi. Để bắp kẹn cho xin qua nhá. Wow, chỗ này người ta quy hoạch người ta làm cái gì vậy, đổ cát đá nhiều quả trưởng nè các bạn. Bến xe gì đấy? Bến xe An Nhơn các bạn. Ê ê ui 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 ui, mình không nhìn được, mình thôi xém đụng cái chiếc xe kia, mình lách xong cái mình đụng cái cột điện luôn à. Khổ răng này chứ. Rồi giờ chạy ra lại các bạn. Mùi làm bụng gì nữa kìa. Ê ê trời ơi, không lách qua bên nhường tôi qua với anh trai. Trời ơi, khổ trai vãi trường. Giữa chốn trời mây, tung tăng có đàn cò bay, thấm thoáng ngàn cây. Nhìn xem, hương mà rơi, xây trong mối tình tình yêu, tình yêu non nước này. Đèn gì rồi? Đỏ nữa nha. Rồi, ta phải đợi một tí các bạn, đang dính đèn đỏ rồi. Đang đậu phía sau Lamborghini đi. Lãng quảng hung đích người ta đã không có tiền đâu mà đền đấy. Lại chậm thu phí, nhiều chậm thu phí phải chuẩn luôn các bạn. Lại chậm thu phí gì đây? Nam Bình Định, có phải Nam Bình Định. Lần này mình phải rút kinh nghiệm cho các bạn, qua chậm thu phí chậm chậm thôi. Ủa nhưng mà nó đang mở cửa luôn, kìa thôi qua luôn. Không tốn tiền. Rồi qua mặt Lamborghini đi. Ơ sao chị chạm trên trái quỷ kia này qua ra mặt nó luôn. Cái đoạn này nó đi qua tính ra nhiều cái kiểu khu đông dân cư các bạn. Ôi loài công an nữa rồi. Đang chạy tốc độ nhanh rồi, công an nhiều thế. Đèn xanh rồi mấy anh trai, đi anh trai ơi. Quả lẹ đi anh trai em, bớt càng thế, không nhường đường nữa thì thôi luôn đó chứ. Tại chỗ này cũng một chỗ để cướp khách đây nè các bạn thấy không? Khá là nhiều chỗ để chúng ta cướp khách, nó dọc đường luôn, cái mod này nó khá là hay đấy. Bạn nào mà muốn chơi cái mod xe khách này hoặc là cái mod cướp khách như vậy thì các bạn cứ lên trang tại mod.com của mình để mua nhá. Cũng sẽ để cái đường link ở phía dưới để cho các bạn dễ tìm. Và hình như là mình chuẩn bị về đến Quy Nhơn rồi. Tới luôn rồi các bạn ơi. Mình sẽ về ngay bến xe Quy Nhơn luôn nha các bạn. Sẽ đưa khách xuống xe qua bến xe Quy Nhơn, rồi ai còn muốn đi tiếp thì sẽ đi về tiếp tục Tuy Hòa các bạn. Tuy Hòa là Phú Yên đấy. Cầu điều trị à. Cầu gì ta, không biết giấu, không biết đọc sao luôn. Rồi phía trước sẽ là một cái ngã ba cho các bạn. Cái vòng xoay. Và mình sẽ ôm cái vòng xoay này và mình quẹo trái vào. Lâu lắm rồi mới chơi lại cái map Duyên Hải Nam Trung Bộ này các bạn. Em sẽ đi những gì tôi
Cái bến xe của Bình Định này mình không rõ là phải bến xe chính không nữa các bạn, nhưng mà nó chạy vô khá là xa tuốt trong này luôn nè, chứ nó không phải nằm ngay trung tâm của Bình Định. Ủa, Quy Nhơn chứ, bến xe Quy Nhơn chứ mình bảo Bình Định. Ba là đội này bây giờ chạy luôn, chạy phía sau lưng cảnh sát giao thông luôn kìa. Ôi dồi, ghê địa kìa, ghê vãi. Nè, tính vượt cảnh sát giao thông luôn kìa các bạn. Đó, thấy ba chị chơi lớn không? Ba chị gọi là không đội nóng bảo hiểm. Rồi tống ba các bạn, chạy tốc độ bàn thờ mà gọi là chơi cạnh tranh với cảnh sát giao thông luôn. Đó, sợ sợ quýu rồi, đậu tuốt bên kia, đâu có dám vượt chú cảnh sát giao thông. Đi chú cảnh sát ơi, bóp kẹt cho cảnh sát nè. Mình bóp kẹt cho cảnh sát nghe nhạc thôi. Rồi, cái chiếc xe này đang bóp kẹt ngon lành, sẵn sẵn cho làm hết hồn. Xe của Ấn Độ viết chữ gì vậy? Nó teo ập à. Viết chữ gì không hiểu luôn. Rồi, bánh xe nó sẽ nằm bên phải nè các bạn có thấy không? Làm gì các bạn thấy được, tại vì chưa tới mà. Đây, bến xe đây. Bến xe Liên Tỉnh. Ồ, đây là bến xe Liên Tỉnh của Quy Nhơn. Cái cổng này là cổng ga nha các bạn. Còn muốn vào bến xe thì phải qua cái cổng phía sau này. Đây, bến xe Liên Tỉnh Quy Nhơn nè. Ê, chạy sẵn lên con lưng nè. Cầm thấy nhanh nè. Rồi, qua. Quẹo qua đây. Đó, chạy tuốt chỗ này nó sẽ có cái cổng để chúng ta quẹo vào. Đây, lối vào là các bạn thấy không? Nhanh vào. Mình không rõ là bến xe này trả khách ở đâu nữa. Nhưng mà rước khách là rước ở đây nè các bạn. Trả khách ở đâu ta? Hay là trả trong này? Đấy, trả trong này quá. Trời, anh lái không kịp. Mình không biết trả khách đâu luôn các bạn. Chắc phải đi đâu, đây là phía trước cái gì rồi. Chắc bên này quá. Ờ, chắc chỗ mấy cái chỗ đậu này nè các bạn ơi. Nè, trả khách rồi rước khách ở đây luôn hay sao ấy. Đó. Rồi, đậu đại đi. Mở cửa cho khách xuống đi, mà khách chữ nãy giờ chạy quá trời chạy. Đó. Rồi. Mở cốp lên. Rồi tắt máy rồi các bạn ơi. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái nhà xe Chính Nghĩa. Chúng ta có một cái chuyến hành trình đi từ Quảng Ngãi về rồi đến Quy Nhơn. Đó, và nói chung chưa trả khách được nhưng mà cũng đã trải nghiệm cho các bạn xem được một cái mod mới. Cái mod này là mod rước khách ở các bến xe cũng như là rước khách dọc đường, các thứ khá là hay. Cho bạn nào mà kiểu đam mê xe khách có thể là trải nghiệm cái mod này. Đó, thì trước giờ nói chung là đa số là các bạn kiểu chạy xe khách là chỉ mod xe khách vô vào chạy thôi đúng không? Nhưng mà có cái mod này mình nghĩ là các bạn chơi sẽ thích hơn đấy. Và các bạn thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái map này ở tỉnh nào nữa thì comment dưới, mình sẽ qua tỉnh đó mình chạy cho các bạn xem. Ok, bye bye, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.